Tập 39. Ý ta chính là ông ta. Vũ hồn ích lân xà trên đại lục này cũng giống như vũ hồn của các đại gia tộc, thuộc về vũ hồn hiếm thấy. Viện trưởng, đại sư, rốt cuộc hai người đang nói tới ai vậy? Trong các hồn sư có vũ hồn này, chỉ có một người vang danh trong giới hồn sư. Ông ta được gọi là Bích Lân Đấu La. Ý ngài là người được coi là độc bá thiên hạ. Bích Lân Đấu La, rất khó đối phó ư? Ngoài ông ta ra thì không còn ai khác. Mà đội phó của chiến đội Hoàng Đấu cũng giống với vị Bích Lân Đấu La đó. Họ kép độc cô. Sư phụ, hồn sư Bích Lân xà của họ là hệ khống chế. Vậy cô ta rốt cuộc là khống chế bằng cách nào? Vũ hồn là rắn, đương nhiên không phải giỏi khống chế. Độc. Nếu như là vậy, thì ta đúng là có cơ hội chiến thắng họ. Tiểu Tam, đừng khinh địch. Sức sức giải độc của áo tơ ca chỉ là một kỹ thứ hai. Hay là không thể ngăn cản được độc của Bích Lân Xà. Vâng, sư phụ. Đại sư, con có thể góp ý không? Ngươi nói đi. Trong đấu hồn, mục đích chính của chúng ta nhất định phải là hồn sư hệ phụ trợ của họ. Tại sao? Còn biết vũ hồn cửu tâm hải đường đó, năng lực của nó chỉ có một, đó là trị liệu toàn cơ thể. Trị liệu toàn cơ thể? Trình độ trị liệu tùy thuộc vào khống chế của hồn sư. Đẳng cấp càng cao, hồn hoàn càng nhiều, hồn lực được dùng để trị liệu sẽ càng nhiều. Cha con nói rồi, có hồn sư cửu tâm hải đường, muốn chết cũng khó. Đây là một đội gần như hoàn mỹ. Chúng ta có thể thắng. Mộc Bạch, Tiểu Áo, Béo, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thành, các người quên rồi ư? Chúng ta đã đạt được thành tích 27 trận thắng liên tiếp. Thử hỏi trận chiến nào của chúng ta không phải là giành chiến thắng trước đối thủ mạnh chứ? Chúng ta có vũ hồn hệ cường công đỉnh cấp của Mộc Bạch, có hỗ trợ tiếp tục chiến đấu của Tiểu Áo, còn thú vũ hồn biến dị đỉnh cấp của Béo, còn nhu kỹ thần kỳ của Tiểu Vũ. Vinh Vinh, chả lẽ cô cũng cho rằng thất bảo lưu ly tháp không sánh được với cửu tâm hải đường ư? Còn Trúc Thành, tốc độ của cô là nhanh nhất trong các hồn sư hệ bất công trùng cấp mà ta từng thấy. Từ đối phương mạnh, nhưng chả lẽ chúng ta lại yếu? Nếu chúng ta ngay cả lòng tin chiến thắng cũng không có, thì cần gì phải tham gia trận đấu hồn này? Tiểu Tam, để nói rất đúng. Sự lại khắc thất quái chúng ta chưa từng e sợ bất kỳ ai. Đúng, sự lại khắc thất quái tất thắng. Đúng, sự lại khắc thất quái tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Các người nói xem, hôm nay đấu hồn trường sẽ sắp xếp cho chúng ta đối thủ như thế nào? Đối thủ nào cũng vô dụng, căn bản không có ai có thể sánh được với chúng ta. Còn nữa, Linh Linh, nếu như chúng ta bị thương, cô phải chữa trị cho ta đầu tiên đấy. Sư phụ, lần này, e rằng các người gặp phải đối thủ rồi. Đây là đối thủ hôm nay của các người. Chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái, 7 thành viên, huy chương thiết đấu hồn, điểm số của họ đạt đến trình độ ngân đấu hồn. Mời tác khắc đại đấu hồn trường đã quyết định cho họ tư cách ngân đấu hồn sớm, vừa thích hợp để khiêu chiến các người. Cho tư cách ngân đấu hồn sớm, tác khắc đại đấu hồn trường đã không còn đội ngân đấu hồn nào khác nữa ư? Không được khinh địch. Sử Lai Khắc Thất Quái trước kia đã từng thắng đội cuồng chiến. Đội cuồng chiến, họ làm sao mà thắng được? Mấu chốt nằm ở người này. Hồn sư Lam Ngân Thảo. Ngoài ra, hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng cần chú ý. Đội trưởng cũng đáng quan tâm. Nếu thực lực không xuất chúng thì không thể trở thành đội trưởng được. Trận đấu hồn này ác sẽ không dễ dàng giành chiến thắng. Còn một điều nữa là yêu cầu của ta đối với các người, cho dù thắng thua thế nào cũng không thể khiến đối thủ bị trọng thương. Nhạn Tử, đặc biệt là cô, nếu họ trúng độc của cô, sau khi kết thúc trận đấu phải giải độc cho họ ngay. Tại sao? Sau khi kết thúc trận đấu, ta sẽ nói với các người.
mọi người đến với Tác Tháp Đại Đấu Hồn Trường. Rất vinh hạnh được gặp lại các vị khách quý. Ta chính là người dẫn chương trình cho trận đoàn chiến hôm nay, Đậu Đậu. Tiếp theo, xin mời thành viên hai đội lên sân. Tóc tím mắt xanh, thế giới này tồn tại màu tóc và màu mắt như vậy à? Không hổ là đấu hồn trường trung tâm, hoành tráng thật. Đây là đấu hồn trường quy cách cao nhất ở Tác Tháp Thành, đấu hồn đài đường kính 70m, có 2 vạn chỗ ngồi, làm theo phong cách nơi đấu thú cổ đại, là muốn thể hiện sự kính trọng với các đấu sĩ thời viễn cổ. Ông quen người đầu lĩnh của họ. Đợi kết thúc trận đấu sẽ nói với ông. Tên này không dễ đối phó. Hai chiến đội chú ý. Hiện giờ các người có 1 phút để triệu hoán vũ hồn của mình. Khi ta tuyên bố bắt đầu là có thể công kích, cho đến khi một đội nhận thua hoàn toàn ngã xuống hoặc ra khỏi phạm vi đấu hồn đài là trận đấu kết thúc. Hiện giờ phóng ra vũ hồn của các người đi. Đây chẳng lẽ chính là... Được mở rộng kiến thức rồi đúng không? Đây chính là gia tộc thứ 3 thiên hạ, là vũ hồn chỉ thuộc về gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long là vũ hồn đỉnh cấp và lại không giống với các vũ hồn khác. Hồn hoàn mà Lam Điện Bá Vương Long thu được bắt buộc phải là hồn thú Á Long mới được. Vì hay chính là hồn kỹ của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Sư phụ từng nói, hồn sư Lam Điện Bá Vương Long được coi là hồn sư hệ cường phân khủng khiếp nhất trong cùng cấp. Xem ra giống như dữ liệu, hắn có tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình.
Đấu hồn bắt đầu. Hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hậu Thần Trưởng. Toàn bộ là những hồn hoàn thích hợp nhất, hai vàng một tím, áp lực mà chúng mang tới là khó sánh được, cho dù là chất lượng vũ hồn hay là phối hợp hồn hoàn. Lần này sự lại khắc thất quái đều thuộc về phe yếu, mà đây chính là ưu thế của họ khi đối mặt với các đội khác, ưu thế trở thành khó khăn. Tiểu Tam, ngươi định làm thế nào đây? Khí thế của ta bị hai người kia chặn lại rồi, không thể mang tới áp lực cho tất cả thành viên phía sau của đội hoàng đấu. Giải quyết hai tên trước, qua lại rồi. Bất chợt tính nhầm rồi, không phải vũ hồn huyền vũ quy lại mạnh như vậy. Người trung kế rồi. Hồn kỹ thứ nhất, Long Đình Long Chảo. Hỏng rồi, sẽ không chuẩn sắp được chốt đi đâu. Người trúng kế là ngươi.